Xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em làm một chủ đề là sửa máy hàn các bác, sửa máy phát hàn. Có các anh đi công trình công trường ấy thì một số anh xem được cái video thì hỏi em là có sửa vụ những cái máy hàn hay không. Thì có nhận sửa về một con máy hàn của bác khách. Bác cái dùng chắc là cũng để bỏ lâu lắm rồi. Đấy thì hôm nay mang về đây để sửa qua hôm nay rồi. Bách của nó thì là nó hàn hơi yếu các bác nhé. Máy hàn hơi yếu, hàn nó chỉ nẹt lửa đấy mà nó không chạy. Thì em cũng đã phát hiện ra là nó hàn nó hư rồi. Đấy chỉ là một cái nguyên nhân thôi. Chứ còn để cái con này thì bọn em sửa thay cho anh ấy, nói chung là trung tu lại rất là nhiều thứ. Cái cục chuyển mạch hàn ở đây nó cũng bị hư này, nó bẻ vỡ luôn rồi các bác. Đấy, nó cháy như này, cháy đen thui lùi luôn. Đấy, thì những cái chi tiết này thì được bên em kiểm tra và thay luôn cho các bác ấy luôn. Đấy. Nó nguyên nhân hư cái này thì nó có mấy cái chi tiết để mà nó hay hư đó chính là mấy con diốt ở cái phía đuôi đầu phát này, nó chạy với cái dòng công suất lớn, chính vì thế mà nó dễ bị hư. Cái thứ hai là cái bạc đạn ở đây, sau khi về kiểm tra thì em thấy cái bạc này nó dơ lỏng, và em đã đi đóng lại cái sơ mi nhé, đóng lại sơ mi, mình nhìn thấy cái sơ mi và cái bạc mới ở đây. Nếu mà trường hợp mà cái này nó bị dơ thì nó sẽ kêu rất là to, nó gõ rất là to và làm cho cái cốt có thể bị sát, và cái tiếng máy nó nổ nó không được êm, lỏng bạc nhá. Thì những cái chi tiết như này được bên em thay rồi, nói chung gần như là kiểm tra tổng thể. Nguyên nhân nó chỉ là không có hàn được thôi, hàn quá yếu đó. Và một cái chi tiết nữa đó chính là cái bo mạch ở đây. Cái bo mạch này nó sẽ điều khiển được cái phần dòng hàn, thì cái bo này vẫn còn sử dụng được và nó hư mất đi mấy cái này. Ở đây là một cái máy đã sử dụng được 3.200 giờ rồi, rất là nhiều bê tông. Bác ấy có mua lại của một đơn vị nào đấy cái máy mà cũng có sơn sửa lại rồi, đấy, sơn dọn lại rồi, nó chung thuộc vào hệ hơi kém nhá. Cái sàn nó cũng bị mục như này luôn, cái sàn nó mục dữ như này luôn này. Cái này thì bên cơ khí sẽ có thể hỗ trợ, sẽ làm lót cho cái sàn này, không thì nó bị sập cái chân máy này luôn nhá. Đấy thì cái video này chia sẻ ở đây thì các bác nào có những cái máy hàn mà sử dụng công trình rất là lâu rồi, không muốn mua cái máy mới mà mình phục hồi lại nó nhá. Đấy thì chỉ mất khoảng mấy triệu thôi là chúng ta có thể là bảo dưỡng cũng như là phục hồi hết tất cả những cái phần mà nó bị hư hỏng hoặc là bị khấu hao. Như cái két nước thì nó cũng hơi kém rồi, tuy nhiên thì cái két này nếu mà thay thì nó cũng hơi bị nhiều tiền, nên là mình chỉ phục hồi sửa chữa lại. Mình nhìn thấy là ở đây thì mình biết một cái vấn đề đó chính là ở đây các anh ấy là sử dụng toàn là nước lọc hoặc là nước máy thôi, chính vì thế mà nó rất là dơ, nó không được sạch, không được sáng. Thì cái phần này thì nếu mà bác nào mà có sử dụng thì chú ý giúp em cái này này. Nếu mà cho cái dung dịch nước giải nhiệt xanh ấy thì nó ngoài cái việc là nó giải nhiệt tốt thì nó còn bảo vệ được cái động cơ của mình cũng như cái phần két nước. Bởi vì cái trong cái nước giải nhiệt ấy thì nó có một cái thành phần đó chính là cái dung môi, nó sẽ có được cái độ nhờn nhất định cũng như là không bị bay hơi, làm cho cái khoang động cơ của mình luôn sạch sẽ, còn không nữa là nó sẽ bị đóng cặn. Đóng cặn thì nó làm cho cái động cơ của mình nó bị nóng, nó không có giải nhiệt được tốt ấy. Đó. Nhìn qua sơ bộ thì cái máy này nó làm việc khá là nhiều luôn. Tại vì cái phần bô rồi tất cả các chi tiết này là nó set hết rồi, 3.200 giờ rồi. Đấy, tuy nhiên cái động cơ, cái cổ phát thì còn rất là ok, nhưng rất là may cho bác kia là bác kia đã kịp thời mang tới, nên là em đã lắp cho bác cái bạc, chứ còn thời gian nữa nó lắc nó đảo thì có thể nó làm cho cái rotor của chúng ta nó sẽ văng và nó sẽ sát cốt, có thể làm cháy cổ phát luôn. Đấy thì em máy này thì cũng đã nổ được rồi, nhưng mà mình sẽ còn một số chi tiết bảo dưỡng tổng thể nữa, đó là dầu nhớt rồi mình sẽ phục hồi cho một số thứ. Một cái rất là quan trọng đối với một máy phát đó chính là cái hệ thống mà ga tự động của máy ở đây. Để tiết kiệm nhiên liệu thì chúng ta cần phải hoạt động như tự động, nếu mà không chạy thì nó sẽ giảm về cái chế độ ga cầm chừng và kéo ga lên khi mà chúng ta thực hiện là hàn hoặc là chúng ta mang tải điện. Thế thì cái em này thì nó vẫn còn sử dụng được các bác nhé. Nếu mà hư thì cũng không sao, bọn em sẽ có những cái phụ tùng để thay thế. Ở đây là cái lọc đen thui lùi luôn. lọc dầu cũng rất là quan trọng, ở nhớt thì nó như là cái nhựa đường rồi. Đấy, đây là trường hợp mà chúng ta không có để ý đến máy móc ấy, không có quy trình bảo trì định kỳ, chính vì thế mà cái máy nó rất là nhanh xuống các bạn ạ, rất là nhanh xuống. Thông thường chúng ta chạy khoảng vài trăm giờ chúng ta cần phải thay rồi, chứ chúng ta để lâu quá như thế này là nó rất dễ bị hư động cơ, nó giảm tuổi thọ của động cơ ấy. Đấy, bê tông ở ngoài thì không có sao, bê tông các kiểu này không có vấn đề gì. Đấy, chỉ có mấy cái phần thứ nhất là quan trọng, đó là nước giải nhiệt này,
dầu và lọc dầu, bồn dầu sạch sẽ không có nước, tại vì nước vô là rất là nguy hiểm, nó vào có thể làm kẹt cái nghẹt mấy cái đầu bếp này, cũng như là nghẹt mấy cái bơm có áp. Với trường hợp một số cái máy mà nó ga điên hoặc là nó không có ga lên được, nó không nổ được, thì chính vì trường hợp là dầu nó có nhiễm nước hoặc là nhớt, chúng ta mới nhiễm nước, này chúng ta kiểm tra thường xuyên. Đây là một cái nói về phức tạp thì nó không phải quá phức tạp, tuy nhiên thì ít người để ý nó. Cái xe của chúng ta có vài chục triệu ấy, cái xe Honda vài chục triệu chúng ta thay nhớt thường xuyên, chúng ta kiểm tra, chúng ta đi thường hàng ngày ấy, thì chúng ta lại để ý. Còn những cái thiết bị máy móc thì nó cũng ngang tầm với con xe đấy, nó mang ra là cái giá trị sử dụng khi mà chúng ta sản xuất ấy, rất là ok, nhưng mà nhiều khi mình lại bỏ lơ nó thì nó không được bền và nó có thể tốn kém chi phí khi mà sửa chữa. Em thay cho anh ấy một cái cục chuyển mạch rất là to như thế này đấy, cũng là hàng Nhật Zin luôn, Nhật Zin luôn các bác nhé, có cái là hàng qua sử dụng rồi đấy. Thì tổng thể những con máy này sẽ được hoàn thiện sau khoảng một ngày nữa các bác nhé, một ngày nữa thì là nó sẽ có thể là đưa vào sử dụng được đó. Em máy này nó còn một cái điều nữa, đó chính là nó còn hư cả cục sạc cơ, cục sạc này cũng mới được gắn, có rất nhiều cái chi tiết bị hư hỏng. Với những trường hợp mà đơn giản thì em có thể đến tận nơi sửa với những một số cái bệnh mà lặt vặt, ví như bảo trì máy hoặc là hỏng một số cái thiết bị. Có cái máy như này nó bị quá nhiều thứ luôn ạ, nó quá nhiều thứ luôn. Tại ví dụ như làm về cơ khí mà phải gia công ấy, thì phải cần mang về xưởng của em thì bọn em mới làm được cho nó chỉnh chu và nó không bị giới hạn bởi cái thời gian ấy. Đấy, công trình người ta đi lại rất là vất vả. Đấy thì trường hợp ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các cái tỉnh ấy, thì bên em vẫn có dịch vụ sửa chữa tận nơi. Đây là các bác nào mà cần sửa chữa những máy phát điện hoặc những máy hàn như thế này thì có thể liên hệ, em sẽ hỗ trợ sửa chữa nhé. Đấy thì cái video ngắn ngày hôm nay thì chia sẻ với các bác một vài cái dịch vụ ngoài cái việc cung cấp máy phát điện, bên em cũng cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo trì bảo dưỡng máy phát điện cũng như các thiết bị máy công trình nhé. Các thiết bị máy công trình sử dụng cái động cơ dầu, động cơ xăng đều có thể bảo trì được. Ok, và cái video ngày hôm nay thì em sẽ kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Bác nào có nhu cầu sử dụng máy phát điện thì hãy liên hệ bên em để bên em tư vấn và cũng như báo giá các bác. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tới nhé. Xin chào.